vừa rồi scooter Jungle 125 phân khối. Đây là mẫu xe mới được giới thiệu tại thị trường Việt Nam trong khuôn khổ triển lãm VIMS 2016 vừa diễn ra. Đây là mẫu xe ga có thiết kế thanh lịch mang đậm nét retro cá tính. Xe có kích thước dài 1925mm, rộng 710mm và cao 1150mm, độ cao yên 770mm, dung tích bình xăng 8,5 lít. Bên cạnh khối động cơ 4 kỳ 2 van, dung tích 124,6, công suất cực đại 7,5 kW tại vòng tua máy 8.500 vòng một phút. Xe còn được trang bị hệ thống tiện ích hiện đại, hộp chứa đồ trải thảm có thể chứa 2 mũ bảo hiểm, hộp đựng đồ có khóa cùng cửa sạc 12V. Hệ thống an toàn sử dụng phanh kết hợp SPC với phanh đĩa trước đường kính 200mm, phanh đĩa sau đường kính 196mm. Jungle 125 phân khối có 4 màu, bao gồm màu trắng sữa kết hợp với màu đỏ, màu trắng sữa kết hợp với màu pistachio, màu trắng sữa kết hợp với màu xanh và màu trắng sữa kết hợp với màu da cam. Jungle 125 phân khối có giá bán chính thức tại thị trường Việt Nam là 68.500.000 đồng.